Quá khứ oai hùng, oanh liệt thì vẫn còn đó. Thời gian dẫu có phôi pha, nhưng mãi chảy trong tim dòng máu của một dân tộc anh hùng. Vẹn nguyên tình yêu bao la, son sắt, thủy chung cùng ý chí bất khuất kiên cường của những người mẹ chờ con, những người vợ chờ chồng, để rồi những con người đó vĩnh viễn hóa thành bất tử. Linh thiêng Việt Nam như lời tri ân sâu sắc nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, giúp ôn lại quá khứ hào hùng với những hy sinh mất mát của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước, đã dâng hiến cuộc đời của mình cho sự trường tồn của dân tộc và cho sự nghiệp xây dựng, giữ vững độc lập, chủ quyền đất nước ngày hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vàng dỡ Việt Nam. Hãy subscribe.